12 bài. Siêu siêu. Nhưng mà chưa chắc là lắm rồi. Thấy chưa, bên kia bắt đầu là các bạn có một chiếc băng cassette. Các bạn có một chiếc băng cassette. Xin chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với cassette hoài niệm. Và chúng ta đến với vòng chơi đầu tiên, cuộn băng vô tận. Trên tay tôi là cuộn băng vô tận. Các bạn sẽ đưa cuộn băng này vào trong máy cassette rất xinh ở trước mặt. Sau khi các bạn ấn nút play, các bạn sẽ có 2 phút. Liên tục các bài hát sẽ được giới thiệu và các bạn sẽ có một việc rất đơn giản, đoán tên bài hát. Đội nào đoán càng nhiều thì càng dễ thắng. Và nếu không đoán được, các bạn có thể nói bỏ qua để chuyển tiếp bài hát. Các bạn cũng có thể nhìn các anh em ban nhạc xem là họ có nhắc các bạn hay không và nhắc có đúng hay không. Em xin sự trợ giúp từ ban nhạc ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chọn xem đội nào chơi trước. 1, 2, 3. Yay. Nào, đội nào? Em chọn chơi sau ạ. Ơ kìa. Đàn ca sẽ chơi sau. Vâng ạ. Sao? Thắng phải chơi trước. Dạ. Thắng phải chơi trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành cuộn băng đầu tiên cho Sáo Nhị. Wow, chuyên nghiệp dữ. Wow. Tín hiệu. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Yeah. 3, 2, 1. Chúc bé ngủ ngon. Chính xác. Bỏ qua. Người con sông Hồng thấy vào đất em ở đầu sông, anh ở cuối sông. Chưa chính xác. Em ở cuối sông Hồng. Chưa chính xác. Anh ở Biên Cương. Em ở cuối sông Mê Sông. Gửi em ở cuối sông Hồng. Chính xác. Cái gì? Dĩ vãng nhạc nhòa. Không phải. Dĩ vãng cuộc tình. Dĩ vãng tình yêu. Chưa chính xác. Dĩ vãng cuộc tình. Chính xác. Chính xác rồi. Chính xác ạ. Lời ru cho con. Chính xác. Từng nghe giai điệu tổ quốc. Giai điệu tổ quốc. Chính xác. Ôi. Quê nhà. Chính xác. Ôi sao tự nhiên mình còn nhắc cho người ta nữa chứ. Ê. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi, bài này, bài này mà anh không biết thì em người Bắc em không biết bài này đâu. Đồng. Không nhớ tên. Gì sau hè đó. Bỏ qua. Còn thương rau đắng mọc sau hè. Chính xác. Mày quá, suýt thì bỏ qua. Ba Cộng đi chợ. Ba Cộng đi chợ. Ba Cộng đi chợ. Chính xác. Cái gì? Dù cho anh không cần anh, cần nhưng em vẫn cần em. Vẫn nhớ. Chính xác. Lối cũ ta về. Chính xác. Anh cho em mùa xuân. Anh cho em mùa xuân. Chính xác. Bỏ qua. Hoàng sơn tháp cổ. 4 3 2 Mưa bay tháp cổ. Chính xác. Hết giờ. Trời đất ơi. Nghe rất quen, bài nào nghe cũng quen hết. Tất nhiên bài nào cũng quen với chúng ta cả. Đôi khi sức ép từ số lượng có 120 giây làm cho các bạn không nhớ được đấy. Không, nếu như mà thư thả thời gian hơn. Tụi em cũng không nhớ. Tôi thấy có phần mà Thái Ngân biểu cảm rất là kỳ lạ. Giai điệu tổ quốc. Chính xác. Ôi, hay đấy. Bất ngờ lắm đấy. Tại sao vậy? Em không nghĩ là Đức Ứng biết mấy bài đó. Em nghe nhiều nhạc mà anh. Trước khi qua vòng bên kia đứng dậy, tụi em cảm ơn ban nhạc. Em cảm ơn anh. Cảm ơn ban nhạc nhiều. Cảm ơn em vì cái rau đắng mọc sau hè của em. Đó, em nhắc sau hè một cái là anh nhớ ra liền. Đúng. Quá quen luôn. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng xem là đội bên này có đáp lại tình cảm của đội bên kia như thế hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cuộn băng vô tận dành cho đội đàn ca. Ở đằng sau, ở dưới đáy của cái cassette có list bài đấy. Hả? Vậy mà cũng tin nữa. Vậy thiệt chứ. Mém xíu bị dụ rồi. Và bây giờ cho phép tôi được trao cuộn băng vô tận cho Ngọc Ánh và Thu Anh. Đàn ca. Bên của bọn em
bắt đầu vào phần phần chơi game thì em xin cảm ơn các anh ban nhạc trước ạ. Lấy lòng rồi, phải có quà. Đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ đến với quận băng vô tận dành cho đàn ca. 3, 2, 1, bắt đầu. Mẹ đi vắng ạ. Chính xác. Con kênh xanh xanh. Con kênh xanh xanh ạ. Chính xác. Gửi người em gái miền Nam. Gửi người em gái miền chính Nam xác. À? Ôi, chưa chính xác. Gửi người em gái miền Tây. Em gửi người con gái miền Nam. Chưa chính xác. Gửi người gái gửi người em miền Nam. Chưa chính xác. Gửi người em gái ạ. Chính xác. Mưa ngâu. Mưa ngâu ạ. Chính xác. Đi học về ạ. À, chưa chính xác. Cháu lên ba ạ. Chưa chính xác. Cô về nhà, cô về nhà. Trường chúng cháu là trường mầm non. Trường chúng cháu là trường mầm non ạ. Chính xác. Con gái bé xinh đạp xe trên phố đông. Cái gì nhỉ? Cái gì đó? Sinh tươi Việt Nam. Dạ. Không phải dòng thời gian. Sinh tươi Việt Nam ạ. Chính xác. Quê hương ạ. Chính xác. Diệp và Diệp, Lý Diệp bánh bò ạ. Chính xác. Thôi, để em che lại bớt chứ bây giờ thắng nhanh quá vậy. Không thể là có thể. Dạ. Không thể có thể. Không thể là có thể. Bên này thắng nhanh quá mấy anh. Bên này khoan này. Ba này. Em yêu ba, em yêu mẹ ạ. Chưa chính xác. Bỏ qua. Bỏ qua. Ê. Nước mắt rơi. Khi anh nói lời chia tay. Có bỏ qua không? Không được. Bỏ qua nhá. Chưa, chưa. Cái gì quen lắm. Này sẽ không nghĩ để nhắc à? Ừ. Bỏ qua, qua đi ạ. À. Bỏ qua đi. 10 giây. Cái gì? Cái gì ta? Bỏ ngoài lá. Bỏ ngoài lá. 5. Dạ. Bỏ ngoài lá. Bỏ ngoài lá. Bỏ ngoài lá. Chính xác. Kết thúc. Yes. Có chắc là thắng không anh? Yes. Không, nhưng mà quen quá mình phải đoán ra cho nó đỡ ghiền. Có một bài các bạn nghe thừa chữ trúng đấy, nhưng mà vì là lúc đấy bên này nhắc bên kia ồn quá nên là tôi nghe chưa chính xác. Trường cháu là trường mầm non. Thì các bạn trường. Bây giờ tôi mới nhớ lúc đấy các bạn nói là trường chúng cháu là trường mầm non. Như vậy là các bạn sẽ phải trừ đi một bài. Và bây giờ chúng ta sẽ được biết Sáo Nhị các bạn đoán được 12 bài. Siêu siêu. Nhưng mà chưa chắc là thắng rồi. Thấy chưa, bên kia bắt đầu lo. Đàn ca 5 bài. Các bạn đã đoán được 9 bài. Và bây giờ cho phép tôi sau phần công bố điểm vừa rồi được chúc mừng cho đội Sáo Nhị. Các bạn là đội chiến thắng ở vòng chơi này và các bạn có một chiếc băng cassette vàng đầu tiên trong chương trình. Yeah.